Xin chào tất cả các tình yêu nha. Hôm nay anh em quán 162 Tân Mai lại có những cái dịp sinh nhật, tiệc tùng, liên hoan rất là đông vui và rất là nhộn nhịp. Rất là vui. Bữa tiệc này gồm có hai đôi loa JBL rất là đẳng cấp. Đâu rồi? Không gian rất là rộng để xe thoải mái, để ô tô thoải mái. Đấy, có chỗ người, có người trông xe nha. Đâu rồi, say nữa rồi. Anh Dương ơi, say ở đây nào. Say đây. Đấy. Ôi giời, hôm nay lại say nữa rồi. Ừ nhỉ. Này thì ừ nhỉ. Xác định ngày hôm nay say. Ừ nhỉ. Và nhẹ. Ừ nhỉ. Rất là vui nhá. Go.
cầu uống đi. Bây giờ đi. Bây bao nhiêu cũng lại cầu uống được chứ. Nếu mà em có thể đi đường đi nha. Qua. Đấy giải luôn. Dương Dung. Dương luôn. Đặt ca giờ. Thôi Thôi là thôi là mày lấy ra tao mà tao mà anh không gọi uống rượu. Ê ôi thèm chị ấy đùa. Giang ơi đến muộn, Giang lấy bát với cả lấy ấy đi, đến muộn.